Hello, xin chào tất cả mọi người, mình lại quay trở lại với tựa game Taxi Sim này. Nào, đang có khách đây luôn, mình sẽ bắt khách luôn con này. Ok, taxi thì taxi. Lên. Ok. Hi. Hi. Bây giờ đang là buổi chiều hay là buổi sáng nhỉ? Hình như là buổi sáng này rồi anh ạ. Đi làm cuốc taxi đi ăn bát bún. Hope I can make it on time. Wow. Cua rồi dây nô các thứ luôn. Ô. Con lợn này nó lại quay lại làm sao nhỉ? Thì thật chơi xỏ mình nói. Ok. Ố. Ok. Đi bắt khách tiếp. Mình phải thật là chăm chỉ kiếm tiền để mua xe mới. Con xe này có vẻ là hơi cùi. Đây. Cái gì vậy? Ôi. Đâm nhiều quá hỏng xe anh em ạ. Mình có 108 đồng. Đây đang là 8 giờ sáng nha anh em. Xiu. Ok, có khách luôn rồi. Mình phải hạn chế đâm tông xe. Rồi, bây giờ sẽ đi cẩn thận. Nào đá. What's that funny smell in your car? No. I don't know. Okay. Oh, sir. Radio 89.2. Now for a classic driving tune for all you motorheads out there. Oh, keep sir. The pedal to the metal. Oh. Sửa xe. Xe hỏng quá rồi anh em. Lâu quá trời rồi.
The taxi drivers are one of the best bands right now. Future Hall of Famers. Rock Radio. Sửa xe mất 30 đồng. Trời ơi. Is it usually this crowded? Kia rồi. Khả năng là vẫn kịp anh ạ. Nào, cố lên nào. Lẹ lên. Ok. Hay quá nhỉ. Vẫn kịp. Lên xe em ơi. Hello. Lily. Hết kiên nhẫn được đi chậm rồi. Đi nhanh lên. Quốc nữa. Thôi anh em hôm nay bắt khách như vậy là đủ rồi. Đi lượn phố đi. Ok. Bye.
Ôi, đau đầu quá. Thôi mình xin phép dừng video tại đây nha. Xin chào tất cả mọi người.